Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc này, vào trưa ngày hôm nay, mùng 3 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thừa nhận, lúc đầu tỉnh này đã lúng túng bất ngờ trong công tác giải cứu cháu bé. Theo đó, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, quá trình giải cứu bé trai gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa hình, thiết bị công cụ. Đồng thời lúc đầu là tập trung cứu sống cháu bé tại chỗ, sau đó thấy khó khăn nên tỉnh đã phải triển khai các biện pháp khác. Ngay sau đó, Đồng Tháp đã có văn bản gửi quân khu 9, các bộ ngành. Do có lúng túng bất ngờ, nhưng các lực lượng vẫn tìm mọi cách để tiếp cận cháu bé. Ông Bầu cho biết, gia đình bé Nam thuộc trường hợp khó khăn, nên tỉnh đã động viên hỗ trợ để họ phối hợp thực hiện cứu bé. Việc sử dụng ống vách thép có đường kính 1,6m bao quanh ống bê tông có bé Nam là phương án lần đầu tiên sử dụng tại Đồng Tháp. Sau đó sẽ làm đất xốp trong ống để từ từ rút trụ bê tông. Nhóm kỹ thuật khẳng định đây là phương án tốt nhất nên đang tập trung làm. Thưa quý vị, trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12, cho bé Thái Lý Hậu Nam, 10 tuổi, cùng nhóm bạn đến công trường vào khoảng 11 giờ 30 phút. Thì bé Thái Lý Hậu Nam, 10 tuổi, ngụ tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp, cùng ba bạn khác đi lại công trình cầu Rọc Sen, cách nhà Nam khoảng 500 m để nhặt sắt về bán ve chai thì bất ngờ nam lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25 cm, được đóng sâu khoảng 35 m. Sau đó chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ xuyên đêm từ ngày 31 tháng 12 cho đến nay. Và đến nay thì bé Nam đã mắc kẹt gần 80 giờ trong trụ bê tông rỗng sâu khoảng 35 m tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Thưa quý vị, chúng tôi xin được mở đầu bản tin ngày hôm nay với thông tin liên quan đến vụ việc cháu Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi bị tai nạn khi lọt vào trụ bê tông rỗng sâu 35 m của công trình cầu Rọc Sen tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Như vậy là đến giờ phút này đã gần 80 giờ đồng hồ trôi qua, hơn 3 ngày. Nhiều phương án cứu hộ cứu nạn đã được đưa ra và thực hiện nhưng vẫn chưa có kết quả. Và trong chiều nay mùng 3 tháng 1, lực lượng chức năng tiếp tục phải huy động thêm nhiều phương tiện khác để thực hiện công tác giải cứu. Theo đó, đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, mùng 3 tháng 1, lực lượng chức năng đã phải huy động thêm nhiều phương tiện đến hiện trường để giải cứu cháu bé. Cũng trong chiều nay, lực lượng cứu hộ đã kiểm tra ống thép, thực hiện việc hút bùn và đóng ống thép quanh trụ bê tông, khoan bùn đất với độ sâu 35 mét để tạo khoảng trống cho thợ hàn, thợ lặn xuống nhằm cố định các đầu mối trụ cột. Dùng dây cáp kéo trụ bê tông lên, giải cứu cháu bé. Lực lượng y tế cũng đều được chuẩn bị để hỗ trợ. Theo phương án, khi cọc bê tông được cổng lên, lực lượng cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng xác định vị trí cháu bé đang mắc kẹt, sau đó sẽ cắt ống trụ đưa nạn nhân ra ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, cháu Nam đã bị kẹt, mắc kẹt trong cọc bê tông gần 80 giờ đồng hồ. Sau nhiều ngày không được ăn uống, rơi từ độ cao lớn và ở trong không gian hẹp, có thể khiến cháu bé bị đa chấn thương, dẫn tới tiền lượng rất xấu. Trưa nay, mùng 3 tháng 1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã đến chỉ đạo lực lượng công binh hỗ trợ cứu nạn. Ngày hôm qua, hơn 90 cán bộ chiến sĩ công binh tinh nguyện nhất cùng nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động, tăng cường cho lực lượng cứu hộ tại chỗ. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, quân khu 9 sẽ hỗ trợ gia đình một căn nhà, cũng như tìm việc làm cho vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài, cha của cháu bé Thái Lý Hạo Đăng. Còn tại tỉnh Bến Tre vào sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 1 cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng vụ việc khiến cho một bé trai rớt xuống sông. Tài xế xe tải nhảy xuống cứu, nhưng cả hai đều bị nước cuốn mất tích. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 1 tại cầu Mỹ Thạnh, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Vào thời điểm nói trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con trai 4 tuổi qua cầu Mỹ Thạnh. Khi đi ra gần giữa cầu, thì xảy ra va chạm với xe tải làm xe máy bị nghiêng và thành cầu. Cháu bé ngồi phía sau xe máy bị lọt qua lan can cầu, rơi xuống sông Bình Chánh, một nhánh của sông Hàm Luông. Thấy vậy, một tài xế liền nhảy xuống sông để cứu bé trai. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nước chảy mạnh nên cả hai đã bị nước cuốn trôi và mất tích. Vào khoảng một tiếng sau, người dân tìm được bé trai 4 tuổi cách hiện trường vụ việc khoảng 4 km. Dù cháu được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cho đến trưa nay, các lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Bến Tre và ghe cào của người dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm tài xế xe tải. Gần đây mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc phát hiện một chiếc ô tô hiệu Kia Cerato Luxury màu trắng mang biển 19A 35497 trôi trên sông Hồng. Phần cửa sổ trời đã được mở, nghi là vụ tai nạn. Nhiều người cầu mong tài xế cùng những người bên trong đã thoát ra ngoài kịp thời và an toàn. Tuy nhiên thì nhiều dấu hiệu tại hiện trường cho thấy đây là một vụ việc rất phức tạp chứ không phải là một vụ tai nạn đơn thuần. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, công an huyện Hạ Hòa đã có báo cáo kết quả xác minh ban đầu. Cụ thể, lực lượng chức năng đã trục vớt chiếc ô tô nhãn hiệu Kia và phát hiện bên trong có giấy tờ mang tên là NKD, 32 tuổi, chú tại xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa. Thời điểm trục vớt, chiếc xe không có người bên trong, cửa sổ trời và hai cửa kính trước đã mở. Đặc biệt, chiếc xe không có dấu hiệu tai nạn xước sát. Hiện chưa xác định được chiếc xe rơi xuống sông Hồng từ địa phận tỉnh Yên Bái hay huyện Hạ Hòa. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, chủ xe vay nợ rất nhiều và có thể chủ đích đẩy xe xuống sông nhằm trốn nợ. Công an huyện Hạ Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ, ghi án tạo hiện trường giả. Vâng, chúng tôi cũng xin được nhấn mạnh lại thông tin. Được biết, chủ xe đi vay nợ rất nhiều, bị xích nợ và muốn trốn nợ. Chủ xe là người huyện Hạ Hòa, có vợ con và chú tại tỉnh Vĩnh Phúc để làm ăn. Hai con đã gửi cho ông bà, còn hai vợ chồng hiện chưa liên lạc được, cũng chưa rõ đang ở đâu. Thưa quý vị, sau hàng loạt các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở các tỉnh thành phía Nam, thời gian vừa qua khiến cho dư luận không khỏi bức xúc. Cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc để làm rõ những tiêu cực này. Và theo công an thành phố Hồ Chí Minh, đứng sau hàng loạt trung tâm đăng kiểm tư nhân sai phạm có liên quan đến ông Trùng Trần Lập Nghĩa, 47 tuổi, quê ở Sóc Trăng. Trần Lập Nghĩa là giám đốc 5 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm Trung tâm đăng kiểm 62 gạch 03D tỉnh Long An, 71 gạch 02D tỉnh Bến Tre, 83 gạch 02D tỉnh Sóc Trăng, 66 gạch 02D tỉnh Đồng Tháp và 63 gạch 02D tỉnh Tiền Giang. Trần Lập Nghĩa từng làm việc tại Trung tâm đăng kiểm nhà nước, sau khi rút ra ngoài đã thành lập, đứng sau điều hành một loạt các trung tâm đăng kiểm tư nhân tại các trung tâm đăng kiểm của Trần Lập Nghĩa. Lực lượng chức năng phát hiện hành vi giả bạo trong công tác với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm để hợp thức hóa quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Trần Lập Nghĩa bố trí nhân viên mặc đồng phục, giả dạng đăng kiểm viên để vận hành dây chuyển kiểm định và chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định. Trước đó ngày 28 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với công an thành phố Hà Nội các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm Việt Nam có địa chỉ tại 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Về phía các trung tâm đăng kiểm ở phía Nam, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố bắt tạm giam gần 50 người trong vụ tiêu cực. Những người này bị khởi tố về các tội danh như là đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ hay giả mạo công tác.